kênh YouTube Bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì những hình ảnh các chị đang thấy đây là vườn nho sữa Hàn Quốc mà tại nông trại Hồ Yến và tại tỉnh Ninh Thuận nha các anh chị. Đây là vườn nho đã được farm em trồng cách đây đúng một năm và hiện tại là cho thu hoạch này. Em nghe các anh chị nói là nho này trồng rất là khó ra bông, nhưng mà thực tế thì nếu mà mình muốn tìm hiểu kỹ về từng giống nho và mình chăm sóc đúng đặc tính của giống đó thì đảm bảo là cũng sẽ cho những thành công thôi. Và hiện tại các anh chị chắc thắc mắc là vì sao phải lại bao như thế này, thì nhìn chung á thì hiện tượng ruồi vàng tấn công rất là nhiều nên bắt buộc farm em phải bao quả. Và farm em thì trồng theo kiểu mô hình dạng mướp và trực tiếp với ánh nắng ngoài trời nên giúp chùm nho nó có cái độ chắc và khỏe rất là ổn định. Đó. Thì hiện tại nho bấm cành tính đến đây đã được 4 tháng 5 ngày rồi và sau 10 ngày nữa thôi là farm em đã bắt đầu thu hoạch. Các anh chị xem cái dàn cành của nho này rất là cứng cáp, rất là khỏe nha. Đó, mỗi cành là một chùm thôi. Đó, lâu lâu thì có cành được 2 chùm này. Đó, thì tùy theo cành khỏe hay cành yếu mà farm em để từ 1 đến 2. Đây là một giống mới cho giá trị kinh tế rất là cao nên là farm em đang bắt đầu thử nghiệm và tương lai là sẽ nhân rộng rất là nhiều cho bà con nông dân ở tỉnh nhà và cũng như là anh em các tỉnh mà đang có hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương mình sang cây nho thì farm em sẽ hỗ trợ hết mình. Đây những chùm nho rất là đẹp. Nho sữa Hàn Quốc này thì đúng với tên gọi của nó thì ăn cái hương vị của dòng nho này rất là đẳng cấp, có vị thơm của hương xoài và kết hợp là hương sữa và ăn thì có độ giòn và độ ngọt rất là thanh, dao động từ 18 đến 20 độ Brix và đảm bảo đây là một giống nho rất là đẳng cấp. Và các chị khi mà mình dùng thử thì sẽ nhớ mãi. Và hiện tại farm em đang ra thị trường là tùy theo khách tỷ lệ giá dao động từ 350-400 ngàn một ký, nên là các anh chị mà có muốn dùng thử sản phẩm do chính người Việt Nam làm ra để so sánh chất lượng sản phẩm nó có khác gì với nhân ngộ hay không thì các anh chị hãy liên hệ qua số điện thoại 035-549-3505 gặp Hồ để được nhận đơn nhé. Ngoài ra thì farm em có rất là nhiều giống nho khác như là nho hạ đen này, không hạt, nho ngón tay đen, nho xanh, nho đỏ, nho 152, đầy đủ các giống. Và farm em là farm chuyên nghiên cứu những dòng nho mới nên là hướng tương lai thì farm em sẽ tập hợp tất cả những giống mới trên thế giới và cho giá trị kinh tế cực kỳ cao á thì farm em sẽ đem về và thuần và tìm ra những cái kỹ thuật và để nó thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới ở tại nước mình và lúc đó khi thành công thì sẽ bắt đầu chia sẻ những video về kỹ thuật trồng nho gửi đến cho tất cả các anh chị. Các anh chị có cái sở thích mà muốn trồng nho những giống nho mới hay là những giống nho đã khẳng định thương hiệu tại Ninh Thuận thì có thể liên hệ qua farm em hoặc có thể đăng ký qua kênh YouTube Bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận để có thể xem và học hỏi kỹ thuật nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Các anh chị hãy like và đăng ký kênh em và share kênh em thật nhiều để cho nhiều anh chị mà chưa biết tới kênh em thì có thể tìm đến và cùng nhau xem những kỹ thuật và cùng nhau trao đổi cũng như là cùng nhau chia sẻ những kỹ thuật để giúp cho nền nông nghiệp trồng nho của Việt Nam mình nâng lên một tầm mới nhé, để sánh ngang với cái nước có nền nông nghiệp phát triển. Em xin chào tất cả các anh chị.